Kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua do bầu trời khá quang mây nên phát xạ nhiệt từ bề mặt trở lại bầu khí quyển nhiều đã khiến cho nền nhiệt giảm xuống mức khá thấp. Nhiệt độ thấp nhất vào lúc sáng sớm nay ở miền Bắc chỉ từ 13 đến 16 độ và vùng núi cao chỉ từ 10 đến 12 độ. Một số nơi nhiệt độ còn xuống dưới 10 độ, trời rét. Khu vực Bắc Trung Bộ trời còn rét nhẹ, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ trời nhiều mây có mưa và nền nhiệt cao hơn hẳn so với phần phía Bắc. Các tỉnh phía Nam thời tiết ít thay đổi. Mặc dù tại thời điểm này tiết trời của miền Bắc còn khá rét nhưng đã bắt đầu le lói những tia nắng sớm. Trong 1 đến 2 giờ nữa thì nhiệt độ còn ở mức từ 17 đến 18 độ, nhưng từ trưa đến khoảng 2 giờ chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng dần và cao nhất lên tới khoảng 23 độ. Độ ẩm trong không khí giảm xuống xấp xỉ là 50%. Tuy nhiên, sau 3 giờ chiều thì quá trình giảm nhiệt lại diễn ra và nhiệt độ thấp nhất vào khoảng nửa đêm và sáng duy trì ở mức từ 15 đến 17 độ. Cùng thời điểm này, độ ẩm trong không khí cũng tăng lên, do vậy xuất hiện sương mù và làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, đặc biệt là ở vùng ven biển, sông, hồ và khu vực núi cao. Chúng tôi xin lưu ý là kiểu thời tiết như hiện nay có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Lùi trở vào các tỉnh miền Trung, phần phía Bắc ngày hôm nay có thời tiết chuyển tốt với bầu trời ít mưa và có nắng. Trong khi đó, tại khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, bầu trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, âm u và có mưa rải rác. Các tỉnh từ ven biển Nam Trung Bộ, ban ngày có nắng, chiều tối một vài đám mây dông từ biển tạt vào, gây mưa ở vùng ven biển với lượng không nhiều. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời ít mưa và có nắng nhiều. Ở các tỉnh miền Bắc, không khí lạnh suy yếu rồi lại được bổ sung thêm nên thời tiết ít có sự biến động. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ còn có mưa rào và có nơi có dông. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa ở vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng ở Điện Biên Lai Châu là từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ và thấp nhất là khoảng 15 đến 17 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ và thấp nhất là khoảng 17 cho đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam là từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 đến 22 độ, phía Nam là khoảng 22 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, với sự hoạt động của cơn bão Bofa, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, có mưa rào và dông mạnh, biển động dữ dội. Cơn bão này còn diễn biến phức tạp nên cần theo dõi chặt chẽ của các bản tin sau. Ngoài ra, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Cụ thể, thì tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở phía Đông Bắc, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ. Như vậy là trên đất liền thời tiết ổn định, riêng khu vực Biển Đông, do hoạt động của bão kết hợp với không khí lạnh nên thời tiết chuyển xấu và có gió mạnh gây biển động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết trên này.